Vâng, cứ gửi mà chúng ta vừa được thưởng thức tiết mục múa cánh chim đại ngàn, và ngay bây giờ thì các người nhân của chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong vòng ít phút nữa thôi để tiếp tục phục vụ quý vị trong những tiết mục tiếp theo. Cái đợt vừa rồi đứng ở đây này nó bóng túi đợt này nó bóng rất tuyệt vời đó. Vâng, và quý vị khán giả chúng ta đang trong chương trình tuần chim cuối tuần mà mình với con kia hai cái điện thoại của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vào buổi tối thứ bảy hàng tuần trong khung giờ từ 19 đến 21 giờ. Và trong chương trình là phần trình diễn của nghệ nhân Lì Gia Ba và Vana đến từ buổi này. Và như thường lệ thì ban tổ chức có chủ đề một chiếc gùi có dòng chủ ủng hộ nghệ nhân đặt ngay vị trí cây nêu.